công ty cổ phần đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Hà Linh, viết tắt Hà Linh GSC, cùng với thương hiệu cao cấp Wallach đã làm khuynh đảo hội chợ triển lãm Việt Build lần 2 tại cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia vừa qua, với mong muốn giới thiệu với khách hàng những dòng sản phẩm trang trí nội thất hiện đại và sang trọng nhất. Tại gian hàng của Hà Linh GSC đã trưng bày những dòng sản phẩm độc đáo nhất, giúp khách hàng cập nhật những xu hướng mới trong trang trí nội thất chung cư và biệt thự. Năm nay thì Hà Linh có ra một thương hiệu mới là Wallach, cũng sản phẩm cũng chất lượng. Mình ấn tượng nhất là về sản phẩm về tấm ốp tường tráng gương, độc đáo, hiện đại và sang trọng. Tại hội chợ năm nay, Hà Linh GSC đã cho ra mắt các dòng sản phẩm trang trí nội thất độc đáo như mâm trần vân gỗ sát vàng, hoa văn vân gỗ và các dòng sản phẩm phào chỉ PU, PS khác. Điểm đặc biệt nhất của gian hàng Hà Linh là những dòng sản phẩm tranh treo tường pha lê tráng gương, tấm đá ốp tường tráng gương và tranh trúc chỉ chạm nét ánh kim. Các bức tranh pha lê tráng gương lấp lánh dưới ánh đèn, những tấm nhựa giả đá liền vân liền khối sáng bóng như đá tự nhiên cùng với tranh trúc chỉ chạm nét ánh kim lấp lánh đã làm toàn bộ khách hàng tham quan phải trầm trồ kinh ngạc. Ngoài ra, đây cũng là dịp để Hà Linh và Wallach đẩy mạnh mở rộng cơ hội hợp tác với các khách hàng hoạt động trong ngành thương mại, thiết kế và thi công nội thất, đồng thời là cơ hội để Hà Linh GSC quảng bá và phát triển hàng Việt Nam chất lượng cao. Hà Linh hứa hẹn dành tặng những sản phẩm độc đáo, riêng biệt nhất cho khách hàng của mình. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những mùa triển lãm sắp tới với những sản phẩm bứt phá mới từ chúng tôi. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ hotline 0989 840 322 hoặc 0968 999 970. Xin chân thành cảm ơn.